đạo không phải là theo hay là không theo. Tại vì con người ai cũng thích cái gì, ngài Minh Tuệ là cũng là cái gì, là một cái người đã tìm ra giáo pháp, tìm ra cái chân lý để cho muôn vạn chúng sanh họ hướng theo. Chứ tự nhiên người ta hướng theo cứ nói người ta bỏ đạo. Đây là cái ông đã tìm một cái cách để mượn gió bẻ măng, để mà trà trộn vô trong cái đạo pháp người ta, để mà vô đó để nhồi nhét cái tư tưởng tâm bấy. Cái chuyện không đúng. Khuyên ai muốn làm phước thì làm ơn đem tiền Phật vào trong trại mồ côi. Trại mồ côi nhiều, ở đâu cũng có hết trơn á. Chào chế, chào Quyên ơi, là Quyên, khỏe không Quyên? Tập trung vào chủ đề chính đi em. Dạ. Nghe nói cái mình nghe mình bực. Tôi nói thật, tôi không thích những cái ông mà nói điêu, nói xạo, nói càng, nói thét là tôi không ưa. Mình muốn làm đúng, làm tốt, mình theo hạnh của ngài, khỏi theo cũng được nữa. Ở nhà sống làm người là phải biết ăn ăn ngay nói thật, chứ đừng có ăn càng nói vét. Thiên hạ không ưa. Quý vị nghĩ đi, một hai ông đi ra ngoài đường, một ông rất là hiền, ông nói thật, ông là rất là dữ, mà luôn luôn lúc nào cũng nói xạo, người ta thích ông nào? Ông nói chuyện thật thì ông có nhiều cái cơ hội để ông thăng tiến. Còn ông là người ăn càng nói vét là ông không có cơ hội để ông thăng tiến được cái gì đâu nha. Gửi vài lời cho ông thôi. Ông bị ngáo. Rồi cái câu chuyện giống như cái kiểu như là cái chùa Từ Hạnh đó, là cái chùa đó, là tôi thấy cái sự thật đó là tất cả các Phật tử họ đi vào trong chùa đó nuôi những cái người neo đơn và những cái người già. Có những người già đi vào đó ở, có những người thí dụ như mình cho tiền đi vô đó cho tiền nha quý vị, bị lấy tiền hết. Trừ ra những bà già đó họ giấu thôi, còn để tiền đó là tất cả các ni cô lấy tiền. Chính tôi hỏi mấy cái bà cụ đó nè, nghe, đây là lời nói thật của tôi nha, tin không tin là tùy theo tất cả quý vị thôi. Tôi hỏi tôi nói bà ơi, ở trong này rồi cho tiền bà này, cái bà cho giống như cho đó, thì thí dụ như cho thì phải hai tờ, cái tờ 200 đó, thí dụ cho 200 là phải hai tờ 100. Thí dụ như hỏi nãy giờ cái người ta vô thăm có cho tiền là lục xét hết, nhất là mấy nữ ni cô đó, là đi vô đó rồi bắt đầu là đưa tiền, không có nên giữ tiền. Ở đây giữ tiền làm gì? Đưa đây, mình vô đó mình mua sữa, mua này mua kia nha, thì thôi mà cho tiền là bị lấy hết đó quý vị. Sữa mà sữa nào ngon là đem lên đó. Nói thật, cái đây là nói thật. Còn tất cả các anh chị có nghĩ như thế nào đó là chuyện của anh chị đó. Còn giống như cái câu chuyện của ông cỡ ông Thích Nhân Đức đó, đó quý vị thấy không, cái rõ ràng cái sự thật của nó đâu có lo cho chùa gì đâu, nó lo nó lên cái mỏ hô, nó nói nó kêu gọi đó. Bây giờ ai mà nuôi mà tất cả kẻ già, những người già neo đơn và những đứa trẻ mồ côi đó, đó đi vô đó nuôi, Phật tử nuôi. Bây giờ Phật tử đâu có nuôi đâu, giờ mấy đứa trẻ chắc đi lang thang đi ăn xin à, bắt đầu chăn dắt à, đúng không? Bày đặt ở đó mà đặt đi binh đi giật. Còn tất cả nè, tôi nói cho quý vị nghe, chùa chiền hồi trước á, tôi có một cái người bạn cũng mới đây nè, mới hôm qua nè, cũng vẫn ngồi nói chuyện với tôi nè. Tức là cái chùa đó nó nằm ở nó gần ở Đà Lạt, nó gần ở Đà Lạt, là nó ở Bảo Lộc, ở Bảo Lộc. Nhưng mà em ấy không nói tên chùa, em ấy nói như thế này. Em ấy nói hồi trước á, tức là mỗi cái Tết á, là nhà em á, là hay thường để đi gieo quẻ đầu năm, là tức là cúng cái lộc đó quý vị, cúng sao hạn. Quý vị biết không, 7 người là mỗi cái sao hạn cúng để bình an là mỗi một người 1 triệu, 7 người là 7 triệu. Thì có cái gia đình của người đó 8 người, nhưng họ có 7 triệu dứt khoát nó không ghi vô sổ để cúng nha. Dứt khoát nó không ghi vô sổ để nó cúng. Là cái đó nó nói là từ khi mà để khi có ngài Thích Minh Tuệ tới giờ, là gia đình của em, mẹ em, cả họ hàng của em thầy, và cắt hết cái miếng mà gọi là xác nhận là Phật tử ở trong chùa đó, cắt luôn, cắt hết. Và có rất nhiều người họ đốt hết chùa tu viện Từng Vân nè, họ thề họ cũng không đi nè. Và tất cả cái chùa ở thành phố Hồ Chí Minh, bất cứ ngôi chùa nào và tất cả Phật tử mà nói ở gần tôi đó, là nói người ta quyết định người ta không đi chùa là hầu như là cũng rất nhiều đó quý vị. Cho nên mỗi một cái năm thì đúng là chùa là nơi
họ không mang tới mà con nít vào nuôi đem nhạc, tại vì đem những đứa con nít và những người già đó để làm gì? Để thu hút Phật tử tất cả mọi nơi để họ thương cảm, họ thấy tội nghiệp thì họ cúng dường, họ cho những người già neo đơn đó và những đứa con nít đó họ hỗ trợ. Tiền nó rất là nhiều, quý vị không hiểu đâu. Cho nên chùa đó là không nên nuôi những đứa trẻ em. Có những cô á nuôi những đứa trẻ em mồ côi và những cái thai nhi đó, mà cái gọi là trong cái đạo đạo, đạo công giáo đó, những cái thai nhi mà người ta phá thai, người ta bỏ là mấy cô ra rửa sạch sẽ, cứ để cứ ướp, mở ra cái nghĩa trang để chôn cất đi. Cái điều đó là cái cử chỉ rất là tốt, nhưng mà cô làm với một cái hành động cô âm thầm lặng lẽ cô làm. Chưa bao giờ cái báo chí truyền thông nào tự dưng có những người họ bắt gặp nên họ quay lên thôi. Họ chưa bao giờ họ nói và họ chưa bao giờ họ xin tiền ai, và họ có một cái nhóm đó. Và những cái em mà có nhiều lúc á, cái các cô đó thấy cái em mà bị bỏ thai đó mà còn sống luôn, có nhiều cô cũng nuôi sống được luôn đó, quý vị tin không? Em cũng xem rồi chị đó. Những cái hành động đó là những cái hành động thiêng liêng và cao cả đó. Chúng ta hãy ủng hộ với những cái hành động đó. Còn với cái hành động mà những tất cả những đứa trẻ mà trong chùa đó mà nuôi á, thì tôi nghĩ là những đứa trẻ nuôi trong chùa nó không mang đến cái tương lai cho những đứa trẻ đó. Nó không mang đến tương lai. Để lợi dụng một cái hình thức, lợi dụng cái công cụ đó. Phật mà quý vị nghĩ đi, ông Phật mà họ còn lợi dụng cái công cụ của Phật để đi lấy tiền cúng dường, mà huống chi những đứa trẻ mồ côi, những người già neo đơn, làm sao họ không làm được điều đó được? Quý vị tin điều đó không? Cho nên hoàn toàn mình thương những đứa trẻ mồ côi. Bây giờ nếu anh yêu thương những đứa trẻ mồ côi, mở ra tất cả các trường học cho các em học hành, để tới nơi tới chốn, để sau này để làm những điều tốt cho đời cho xã hội. Chứ vô chùa mà tu rồi thì làm sao ra ngoài đời ngoài thế giới được, mà vô đó nó đánh tàn sát lắm, đánh ác lắm, nhất là mấy nữ ni cô nó đánh lắm luôn, quý vị tin em đi. Ni cô với hai nữa đâu phải là con ruột của mình đâu, đâu phải con ruột của mình đâu, quý vị thấy không? Toàn là hổ báo cáo chồn. Còn Phật tử đó hả, không phải là nó giả, nó đánh tan tành xương bách, họ không có cái lòng từ bi. Tôi nói thẳng với quý vị nha, tôi nói một câu như sanh giờ nha, những người mà đi đến chùa, nhất là chùa Thiền Tôn Phật Quang nè, đi đến chùa Thích Từ Từ nè, đi đến chùa Thích Cộng Long nè, và đi đến những cái chùa mà gọi là nổi tiếng đó, toàn là những người không có chân tu, chỉ đi đến để đi theo cái phong trào thôi, chứ không có tâm từ bi trong đó, ác lắm. Đi chùa mà về sáng đi chùa, chiều về đi thu tiền góp. Thì quý vị ngồi nghĩ đi, với cỡ chùa mà cỡ tu viện Tường Vân cỡ đó, là đi vô đó 100 người đều bỏ chồng bỏ vợ hết, tôi tuyên bố hẳn như vậy đó. Đi vô đó ngồi nam nữ, mà tôi hỏi quý vị như ngồi chung vậy cho Đức Phật ngày đó là cái chùa nào ni là ni, mà tùy kheo nam là tùy kheo nam, chứ không có điều mà trà trộn với nhau giống như vậy đâu nha. Cầu nguyện bình an, tự mình ở nhà đúng, Phật của mình đúng rồi, cái hạnh nguyện của mình. Cho nên ở đây tại sao các ông lại tức giận ghét ngài Thích Minh Tuệ, nó đều có một cái cớ hết. Em chào chị Xuyến. Xã hội bây giờ có mấy người được như chị dám nói ôi trời ơi, tôi mệt quá na na ơi, sao không có, rất nhiều quá chứ. Nhưng mà tại vì các anh chị chưa thấy nhiều mà nuôi như vậy, làm mất nhân quyền, vì bắt buộc mấy đứa trẻ đó phải làm theo lệnh của, đúng rồi, làm theo lệnh. Chào em, chào chị. Tại vì những đứa trẻ họ có một cái tương lai riêng của nó, đúng không? Thì khi mà nuôi nó như vậy thì nhiều khi nó không biết cái cuộc đời nó sẽ đi đâu về đâu. Có những đứa nó tu theo cái hạnh tu, có những đứa nó không tu, nó làm những cái chuyện khác nữa rồi sao? Rồi ai là người giám hộ nó? Chùa kiếm ăn tu đó, là tôi nói thật với quý vị đó, nó không có mang cái lợi ích gì cho cá nhân của một người đi tu trong hiện tại, trong thời mạt pháp nữa, gọi là vô chùa. Quý vị nghĩ đi, ví dụ như tôi chán đời nè, từ cái sư cô mà đến tất cả chán đời vô chùa tu. Ví dụ như tôi có người yêu, tôi chán, tôi buồn quá, tôi vô chùa tu, tưởng vô đó tu dễ hả? Không có đâu nha. Còn đi theo thầy Minh Tuệ là tu rất là dễ nha. Ai có lực, ai có đủ duyên, xuống tóc cạo đầu, có một cái nồi cơm điện đi theo thầy ok liền. Còn đi vô chùa tu đầu tiên là gì? Là bắt đầu vô nó vợt mình trước rồi. Nó vợt nha, cái từ vợt nha quý vị, nó vợt mình te tà le. Không có chuyện mà tu ở trong đó đâu. Nó vợt con người mình, nó vợt để làm gì? Nó vợt để nó cai trị mình,
đi vô đó hả, đi làm công quả chết cha chết mồ luôn. Rồi nó đọc kinh, nó đi gọi là ma cũ ăn hiếp ma mới, đi vô chùa đã tu vô chùa mà còn ma cũ ăn hiếp ma mới. Không phải các anh chị nó bây giờ buồn chán đời vô chùa tu dễ đâu, đâu phải ăn được cái hạt cơm của mấy ông đó mà để dễ đâu. Tuy nhiên cha mẹ của mình cũng vẫn lo cho mình, gửi tiền vô để lo cho con đi tu, nhưng mà cái thực chất không có. Vậy tôi hỏi tất cả các chùa, cái khóa tu mùa hè nó mang lợi ích gì cho tất cả những cái đứa trẻ và mang lợi ích gì cho muôn vạn chúng sanh? Nói tôi nghe, cái khóa tu mùa hè này nó không có mang đến một cái điều tốt đẹp nhất là chùa Ba Cộng Long, gọi là chùa Ba Long. Tôi hỏi các ông, tôi hỏi giáo hội Phật giáo, có cái luật tu nào, có nhà Phật nào mà đưa ra cái luật khóa tu mùa hè cho những đứa trẻ hay không? Tôi nói các anh đang vi phạm trong cái giáo pháp. Thứ nhất là gì? Ngày xưa Đức Phật ra đời, Đức Phật đi tu. Đi tu là Đức Phật không có sự đồng thuận của cha mẹ đi tu. Thì bỏ vợ đẹp con xin ở lại, tức là vợ là gì? Gia Du Đà La, tức là vợ của Tất Đạt Đa. Là đứa con của ngài là tên gì? La Hầu La. Thì khi La Hầu La đi tu đó, tại vì khi lúc đó một đứa trẻ, tại vì khi mà cái một người vợ của vua đó, là khi ấy người vợ của hoàng tử đó mà đi tu là một cái nỗi đau khổ của cái người vợ rồi. Đi tu là bà đau khổ, bà chấp nhận, bà lấy đứa con để làm cái hạnh phúc của bà, để ngày qua ngày bà quên đi hết tất cả. Sau khi một đứa con của ngài thì nó còn nhỏ, được khi đi tu là cái nỗi khổ của cái người mẹ tiếp tục là Gia Du Đà La, tức là cái người vợ của ông Phật bây giờ, tức là vợ của Thích Đạt Đa. Thì khi đi vào đó tu thì còn trẻ tuổi, là xuống tóc rồi để cho gia nhập tăng đoàn để vào tu, thì cái nỗi buồn phiền não của bà rất là lớn. Mà tại sao, sao em chào chị Thu Lê, cho nên cái nỗi khổ đó khi nhà vua, tức là cha của Đức Phật đó, tức là cha của ngài Thích Ca đó, Môn Ni đó, thấy cái điều đó cho nên ngài mới ra lệnh. Ngài ra lệnh nếu không có sự đồng ý của cha mẹ thì không cho con để đi tu. Tại vì trên 18 tuổi mới được quyền, nó được quyền, nó quyết định được nó đi tu hay không đi tu. Còn nhỏ mà quyết định cho đi tu vậy là phạm vào cái tội gì? Trong cái luật giới, tức là trong cái luật của Đức Phật là trên 18 tuổi mới được quyền xuất gia, còn dưới 18 tuổi không được quyền xuất gia. Cho nên đó là nhà vua truyền ra một cái lệnh, ai muốn đi tu cũng được mà trên 18 tuổi. Thì tất cả các tùy kheo mới được quyền xuất gia, mới được quyền xuống tóc, mới được quyền đi tu. Còn bây giờ thì mấy đứa nhỏ nhỏ trẻ như tôi hỏi quý vị, chứ đi tu cái gì mà trong khóa tu mùa hè? Cho nên đây là cái làm sai cái nguyên tắc của cái đạo Phật, làm sai nguyên tắc chứ cái Đức Phật nguyên thủy, cho nên không đúng. Tội nghiệp cho mấy đứa trẻ có biết gì đâu mà vô đó tu, vô đó chơi, rồi đứa này đứa chạm đứa kia, không quýnh lộn, quýnh lộn với nhau à. Cho nên các anh đưa ra hình ảnh nó đẹp lắm, mà ở trong chùa tôi nói với anh hả, nó loạn như là cái bài dịch vậy đó, làm sao mà được. Tại vì tiền quan trọng các anh à, tôi không cần biết cái gì mà các anh làm tiền, các anh dạy cho cái giáo hóa cho người này người nọ, như vậy có đúng hay sai? Cho nên giáo hội Phật giáo các anh không chấn chỉnh về điều này thì tất cả muôn vạn chúng ta thấy rõ điều này, cho nên người ta không tin chùa nữa là đúng, hoàn toàn sự thật. Đừng có đổ thừa thọ nhân nói tôi là một mình tôi nói, mà làm sao muôn vạn chúng sanh người ta tin tôi được, đúng không? Một mình tôi thì không có che mắt được cả trời, mà không có che mắt được thiên hạ, đúng không? Mà cái ông nói là cái con đó nó nói như vậy, cho nên các ông đánh giá tôi cao quá, tôi không có đủ lực để tôi nói cho muôn vạn chúng sanh người ta nghe đâu mấy ông nội, hiểu không? Tôi chỉ là một người bình thường, một cái người Phật tử bình thường. Thì tôi là cái người, tôi xin lỗi, tôi không phải là Phật tử, tôi là nguyên tử bình thường. Thì không thể nào mà tôi nói cho thiên hạ họ nghe. Các ông là ông trời, các ông là ông vua, mà các ông còn nói không ai nghe, mà tôi thì sao, tôi đủ cái lực để tôi nói. Các ông đánh giá tôi cao quá. Đánh giá vậy tội nghiệp tôi, hiểu không? Đó là những người trên 18 tuổi mới được quyền đi học tập tu, còn dưới 18 tuổi không được quyền đi học tập tu. Cho nên giáo hội Phật giáo bác bỏ cái vấn đề mà gọi là những cái khóa tu mùa hè này không mang đến cái lợi ích cho tất cả những đứa trẻ. Tại vì trong cái mùa hè nó phải là gì? Học là phải chơi, chơi là phải học để cho nó có kiến thức là gì? Kiến thức đặt lên trong sự tối thượng để tự tất cả các em khám phá. Tự nhiên vô chùa khám phá gì trong đó? Khám phá tu thôi hả? Không lẽ cả thế giới này tu hết, giờ mấy ông cũng kêu chúng tôi tu hết á. Rồi tôi hỏi thật, giờ tiền đâu cúng dường vậy mấy ông?
hả? Tiền đâu cúng dường, giờ tất cả con người ta sanh dậy bắt đầu rồi tiền đâu cúng dường cho mấy không tu múa hả? Nhìn lại thấy mấy ông đa số là thợ tu đó, cho nên cái sai của các ông càng cái sai này nó dẫn đến cái sai kia, cái sai nọ, mà trừ khi thầy mới bị mới tin mình, chị ơi. Thế mà lâu giờ còn mơ đi chùa học tu, cho nên cái tu này sai với nguyên tắc của trong cái đạo pháp của Đức Phật. Trên 18 tuổi các anh được quyền tu, còn dưới 18 tuổi nít nôi. Nhiều khi nó khi cái ngày hè đó, cái ngày nghỉ hè đó, quý vị biết không, để cho nó chơi, nó về quê ông bà nội ông bà ngoại, nó tắm sông tắm suối nè, để nó cảm nhận được cái vùng quê, hiểu không, để nó cảm nhận về những đứa trẻ, để nó gia nhập trong những đứa trẻ ở dưới quê, để nó làm gì, để nó chơi vui, để cho nó mang cho nó một cái kiến thức tự biến. Tự nhiên vô chùa các ông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đắc La, một đứa trẻ đâu phải là đứa nào cũng nó cũng muốn làm vậy đâu, cha mẹ ép nó thì nó chịu thôi, vô đó buồn thấy mồ luôn, đi vô đó kinh kệ ra gian vọng sao được. Những đứa trẻ phải cho nó học hỏi cái gì để cho nó khai phóng được cái tư duy, chứ không phải vô chùa cái từ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là trên 18 tuổi mới hiểu được cái ý từ cái câu từ mới tu được, hiểu không mấy ba? Bác bỏ tiền đâu cúng dường cho các ông, bắt tất cả những đứa trẻ khóa tu mùa hè giờ đi tu hết, đi tu hết cả thế giới này, rồi ai lấy tiền đâu mà cúng cho mấy ông ăn? Giờ ai mấy ông cũng khuyên tu hết, giờ tu hết, tu là không mừng đó, không mừng gì chân á, rồi tiền đâu cúng dường? Hiểu không? Bắt người ta tu hết rồi thế giới làm gì mà có được tiền để đóng thuế cho xã hội đó. Con nít tại gia đình bị u, cho nên cái sự u mê này, cho nên tôi gửi đến tất cả các phụ huynh bớt cái vụ tu các cổ kiệu lên đi, trời con nít nó có biết gì đâu. Ví dụ con nít nào quý vị nghĩ đi, nhưng cháu tôi dạy nè, từ rày chấp tới con không có nên hỗn với bà ngoại nó nghe, hay là từ rày chấp tới con không nên lì với bà ngoại nè, dạ thì chút xíu nó lì, nó làm gì nó nhớ, không có nhớ. Con nít nó vô tư lắm quý vị, nó chơi nó vui nó nhảy nó múa, nó phải làm nên cái kiểu là cái sự tăng động của tụi nó phải tự do. Nó vô đó tự nhiên ép, giống như vô ở tù vậy đó. Đi tu là đi tù đó, đi vô đó tù đó. Tự nhiên con mình trong 3 tháng hè, tự nhiên giam nó giam lỏng 3 tháng. Vô lý không? Con nít nó biết gì, có nghĩ gì xấu đâu. Cho nên cái đầu óc nó cho nó thơ ngay. Cho nên trong cái khóa tu mùa hè này, nếu các ông mà mở trong khóa tu mùa hè này, từ rãi tới tôi nói, rồi đừng trách nha. Cái này nó sai. Tại vì sao có khóa tu mùa hè? Cái quyền lợi nó khủng lắm. Phật tử nè, thứ nhất nè, đưa con mình vô đó một khóa tu mùa hè, quý vị nè, không rớt giá 5 triệu. Một đứa không rớt giá 5 triệu, 10 triệu thì hỏi cái hàng trăm hàng ngàn những đứa trẻ, quý vị biết bao nhiêu tiền, cái lợi khủng, chỉ cho quý vị nghe thấy vậy đó. Cho nên tất cả các chùa nào cũng chuẩn bị cái khóa tu mùa hè, tôi gọi là nằm trong sự đại trà trong tất cả ngôi chùa.